Em chào các bác. Các bác ơi, ở đây bác nào mà đang muốn mua một chiếc xe Ford Ranger đời mới, tức là xe mới các bác, thì các bác có thể cân đối cho em chiếc xe này của em các bác nhá. Hôm nay em đang lái và trải nghiệm chiếc xe mà em mới về. Đây là chiếc xe Ford Ranger XLT máy dầu số tự động hai cầu điện các bác nhá. Con xe này của em thì nó chạy chuẩn là 13.000 cây số. Xe cá nhân một chủ sử dụng từ đầu, hoàn toàn là không chở máy công trình và không chở hàng hóa ở sau cốp các bác nhá. Bởi vì cái lòng thùng nó còn nguyên mới tinh cơ các bác ạ. Thì em đang muốn chia sẻ với các bác rằng là ở đây bác nào đang muốn mua xe mới ấy, thì các bác có thể cân đối giữa cái xe này và cái xe mới. Hiện tại em đang bán chiếc xe này với giá là chào bán là 765 triệu các bác nhá. Giá trên thì em vẫn còn thương lượng và linh động các bác ạ. Chất lượng xe thì cũng chia sẻ thẳng thắn với các bác là xe này thì nó quá mới rồi, bởi vì nó là một chiếc xe lướt, xe người ta cũng mới đi được gần năm nay thôi các bác ạ, và chạy 13.000 cây số. Thì các bác đừng có lo về vấn đề chất lượng là nó có đâm xô và tai nạn không, thủy kích hay không, thì em cũng khẳng định với các bác là không có mà, các bác nhá. Đấy, em khẳng định với các bác là không có, tức là gì, các bác có thể check test ở hãng này hay là các bác có thể check test ở bên cơ sở thứ ba là các bác nhá. Đó, 765 triệu thì các bác có thể cân đối với xe mới, chúng ta đỡ được khoảng bao nhiêu tiền, mấy chục triệu hay là tiền trăm triệu thì các bác có thể cân đối mọi người nha. Đó. Em là con này của em nó màu trắng, nội thất đen, cái phiên bản XLT này cũng hay phết đấy mọi người. Nhưng mà em khẳng định với các bác là em không nói quá đâu, nhưng mà đây là lần đầu tiên em được trải nghiệm cái dòng xe Ford Ranger đời mới này, con đời mới 2023 này các bác ạ. Em thấy đi sướng lắm các bác, bởi vì là máy dầu mọi người nha, 2.0 turbo nhưng mà nó êm, nó cực kỳ là êm các bác ạ. Gần như là mình ngồi ở bên trong rồi này, mình sẽ không nghe thấy cái tiếng lào xào của cái máy dầu hay là cái quạt ở bên ngoài đâu các bác ạ. Nó êm lắm. Mà đi nó, bởi vì cái xe nó còn mới nữa, nên là đi nó cực kỳ êm và chỉn chu. Đi nó có khác máy xăng đâu các bác, thật sự luôn, nó không hề có cái độ ì mọi người ạ. Em thấy phải công nhận là bây giờ cái xe bán tải họ làm rất là cải tiến. Đây em về đến cửa hàng được các bác nhá. Bác nào em còn vài xe đây mọi người, em cũng thanh lý để tập trung bán xe đời cao. Bác nào mà có nhu cầu thì các bác cứ ơi em mọi người nha. Bây giờ em sẽ quay qua một cái vòng ở bên ngoài xe để cho các bác nằm qua. Đây là sân sau của cửa hàng em đây các bác. Đây mọi người, để em xíu nhá. Rồi, em đỗ hẳn gọn đây cho các bác ngỏ qua nhá. Con này của em nó sản xuất 2023 các bác ạ. Hai cầu điện này. Đấy. Khởi hành ngang dốc này, chế độ lái này, khóa vi sai cầu sau này, chống chân trượt này, sạc không dây này, đài nguyên bản theo xe này, bệ tì tay không thiếu gì các bác ạ, ghế nỉ nguyên bản theo xe. Con này của em là màu trắng các bác nhá, màu trắng mới lắm các bác ạ, siêu lướt mà. Bởi vì là cũng chia sẻ thêm đó là con xe này thì em mua của một anh khách ở xã Hữu Bằng mọi người nhá. Đây, xã Hữu Bằng là cái xã làng nghề làm gỗ mọi người, cùng huyện Thạch Thất nhà em luôn đấy các bác ạ. Đó. Đẹp không tì vết các bác nhá. Các bác đến cửa hàng xem xe ấy, thì em tiện đây này, mời các bác này, em mới sắm cái cầu này. Em mới sắm cái cầu này, bác nào thích cầu gầm lên kiểm tra gầm là kiểm tra trực tiếp luôn các bác ạ. Đó. Hoặc là các bác nào mà ở quanh khu vực Thạch Thất này mà muốn check test xe thì có thể mang đến cửa hàng chúng em hỗ trợ check test hộ các bác nhá. Công cán thì thôi chả lấy các của các bác đâu, hộ thôi ạ. Tức là chia sẻ cho các bác là cái xe các bác kể cả mua xe nơi khác các bác đến đây cần kiểm tra check test thì em cũng kiểm tra check test hộ được các bác mọi người nhá.